vì sao giáp mặt Trung Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm không mạnh như người ta tưởng. Theo một số nhận định, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường từ ngày 12 đến 14 tháng 10, có nhiều biểu hiện cho thấy ban lãnh đạo Hà Nội nói chung và ông Tô Lâm nói riêng đã không nhất quán trong chính sách đối ngoại được duy trì từ ngày 3 tháng 8 cho đến nay. Đó là chủ trương muốn ngả sang Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời rời xa Bắc Kinh của ông Tô Lâm. Đây được cho là một trong lý do khiến nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rối ren, nay càng lục đục hơn. Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xấu đi nhanh chóng. Hai nước đã có những căng thẳng liên quan đến vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Lực lượng chấp pháp của Trung Quốc trên các tàu hải cảnh mới đây vào ngày 29 tháng 9 đã tấn công đánh đập dã man, gây thương tích và cướp bóc tài sản của các tàu cá ngư dân Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Hà Nội tuyên bố là chủ quyền. Sự việc này đã khiến cho công luận ở Việt Nam hết sức bất bình vì thái độ ngang ngược, ỷ thế nước lớn của Bắc Kinh bắt nạt Việt Nam. Sau sự kiện ngày 29 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cực lực lên án. Thay vì chỉ nói nước lạ như trước đây, thì nay người phát ngôn đã chỉ đích danh là lính Trung Quốc là thủ phạm gây ra vụ này. Đây là những chỉ dấu được cho là hiếm thấy trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2021-11 cho đến ngày nay. Hành động tấn công ngư dân Việt Nam được cho là thể hiện sự không hài lòng của Bắc Kinh đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các hoạt động đối ngoại ở Hoa Kỳ cũng như ở châu Âu. Nhưng người ta càng bất ngờ hơn khi trong các cuộc hội kiến cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội cũng như tại Bắc Kinh đều không hề thấy ông Tổng Bí thư Tô Lâm hay Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề cập tới vụ tấn công kể trên. Trong khi đó, truyền thông hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã ca ngợi chuyến đi của ông Lý Cường là thành công tốt đẹp. Tân đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ cho rằng quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, mà đặc biệt sau chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Lý Cường. Chưa hết, Thủ tướng Lý Cường đã bày tỏ Trung Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa bền vững để thực hiện việc kết hợp sáng kiến vành đai và con đường với kế hoạch hai hành lang một vành đai của Trung Quốc. Đồng thời, lãnh đạo hai nước cam kết sẽ tiếp tục hợp tác nhằm tìm kiếm các biện pháp hiệu quả để mà kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng trên Biển Đông. Theo một vài nhận định, kết quả của kể trên cho thấy Bắc Kinh đã cho ông Tô Lâm một cú tát trời giáng. Mới nhất đã có đánh giá cho rằng ông Tô Lâm vẫn giữ một thái độ ươn hèn trước Bắc Kinh, không khác gì cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí có ý kiến cho rằng ông Trọng còn có thái độ mạnh mẽ, quyết liệt hơn so với ông Tô Lâm. Một số nhà phân tích đã đưa ra những quan ngại vì sự xuống thang quá mức của ông Tô Lâm và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cho rằng trước áp lực lớn của Bắc Kinh, ông Tô Lâm đã và đang bị dồn vào thế bí, buộc phải lựa chọn ổn định quan hệ với Trung Quốc, bất chấp sự kỳ vọng cũng như tin tưởng quá sớm của công chúng Việt Nam. Phải chăng đây chính là tín hiệu từ Trung Quốc và ông Tập Cận Bình đã và đang công khai đứng sau, chống lưng cho sự chống trả quyết liệt của Đại tướng Lương Cường đối với ông Tô Lâm? Cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu có một câu phát biểu để đời mà mọi người trước đến nay vẫn nhớ, đó là: đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Đến nay, một lần nữa cho thấy phát biểu đó rất chính xác với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin "Vì sao giáp mặt Trung Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm không mạnh dạn như người ta vẫn tưởng". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Vì sao nếu ngồi ghế chủ tịch nước thì ông Lương Cường khó có thể trụ được lâu? Sau ngày 3 tháng 8, nhiều người tin rằng ông Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sẽ mau chóng chấm dứt tình trạng mâu thuẫn lục đục trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta tin tưởng điều vừa kể với lý do vì dựa vào kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ năm 2012, nước này đã nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đó là lý do vì sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có quyền lực thuộc hàng vô địch, được dự ví giống như ông Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, những nỗ lực của ông Tô Lâm khi theo đuổi mô hình nhất thể hóa như ở Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối đáng kể trong nội bộ giới lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, những thành phần chống trả quyết liệt nhất là những nhân sự có mối quan hệ gắn bó với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, được cho là nhóm thân Trung Quốc. Dẫu rằng việc Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là vấn đề không có gì mới. Vào giai đoạn 2019-2021, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời vì mắc chứng bệnh lạ, thì ông Trọng cũng kiêm luôn hai chức vừa kể trên. Đáng chú ý, trước đây vào năm 2014, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã từng đưa ra đề xuất hợp nhất hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Nhưng lúc đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cương quyết phản đối với lý do để một cá nhân nắm nhiều quyền lực sẽ không kiểm soát nổi. Gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh dường như giật dây cho một bộ phận của ban lãnh đạo Việt Nam, tìm mọi cách bằng mọi thủ đoạn nhằm cản bước ông Tô Lâm trong việc thâu tóm quyền lực. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại như thế mà Trung Quốc đã nhất thể hóa tới hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước nhưng lại ngăn cản lãnh đạo Việt Nam tiến hành nhất thể hóa để hợp nhất hai chức danh nói trên? Rõ ràng Bắc Kinh muốn duy trì chính sách để nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trong tình thế bất ổn. Điều đó sẽ giúp cho Trung Hải dễ dàng kiểm soát và chi phối ban lãnh đạo của Việt Nam để Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Bắc Kinh. Việc thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Lương Cường đến thăm Bắc Kinh từ ngày 9 đến 12 tháng 10 để ý kiến ông Tập Cận Bình là một hành động hết sức bất thường và đầy khuất tất. Hai ngày đầu báo chí Việt Nam không đưa tin gì cả, cho nên không ai biết tướng Lương Cường đang thăm Trung Quốc. Mãi đến đêm 11 tháng 10, một số báo Việt Nam mới bắt đầu đưa tin về cuộc gặp giữa ông Lương Cường với ông Tập Cận Bình và cuộc hội đàm với ông Thái Kỳ. Chuyến thăm Trung Quốc chắc chắn có liên quan đến khả năng cao ông Lương Cường sẽ trở thành tân chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 10 tới đây, như đồn đoán khi Quốc hội khóa 15 của Việt Nam khai mạc kỳ họp thứ 8. Theo một số phân tích, một khi tướng Lương Cường trở thành một trong bốn nhân vật tứ trụ thì sẽ có tác động không nhỏ với chính sách đối ngoại của Việt Nam mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang duy trì trong thời gian 2 tháng qua. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo của Bắc Kinh. Việt Nam sẽ tiếp tục lệ thuộc vào họ như thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đến thăm Việt Nam. Ông Tô Lâm và giới chức lãnh đạo Việt Nam đã nhấn mạnh Việt Nam coi việc phát triển với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Cũng có suy đoán cho rằng đây là những dấu hiệu cho thấy ông Tô Lâm đã bắt đầu xuống thang với Trung Quốc. Dẫu rằng những hình ảnh về chuyến đi của Đại tướng Lương Cường đến Bắc Kinh cho thấy tướng Lương Cường luôn được Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc kè kè giám sát nhất cử nhất động. Nghĩa là Tô Lâm, một ông trùm mật vụ và tình báo, đã xác định Đại tướng Lương Cường là một đối thủ chính trị rất nguy hiểm. Cũng theo suy đoán trên, Lương Cường là một tướng lĩnh quân đội nhưng có thể có dã tâm bán nước Trung Quốc là một điều hết sức nghiêm trọng. Theo một số đánh giá, trong số các tướng lĩnh cấp cao quân đội thuộc dạng cứng đầu được cho là đang chống phá các nỗ lực cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm, thì Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là hai cái tên nổi bật nhất. Hai tướng Cường và Nghĩa đều đi lên từ lãnh đạo của Tổng cục Chính trị và là tay chân thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng theo đánh giá nói trên, từ bấy lâu nay họ có bất hòa với Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và ông Tô Lâm. Đây là lý do nếu Đại tướng Lương Cường ngồi ghế Chủ tịch nước thì khả năng cao ông khó có thể ngồi lâu cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao nếu ngồi ghế Chủ tịch nước thì Lương Cường khó có thể trụ được lâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de